Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số được chọn là chủ đề chính của tháng thanh niên năm nay trong các cấp bộ đoàn. Sử dụng thế mạnh về am hiểu công nghệ thông tin, các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh đang tích cực thay đổi, tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số tại các đơn vị địa phương. Đoàn Thanh niên Điện lực Hưng Yên hiện có gần 250 đoàn viên thanh niên. Đây đều là những cá nhân tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đặc biệt tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng. Trong các buổi sinh hoạt đoàn định kỳ thì chúng tôi cũng thường xuyên vận động các đoàn viên thanh niên phải luôn phát huy cái tinh thần thanh niên với cái sức trẻ và sự năng động, sáng tạo của mình trong mọi mặt công tác chuyển đổi số. Ví dụ như là công tác chuẩn hóa dữ liệu này, số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ trên các lĩnh vực tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật, kinh doanh cũng như dịch vụ khách hàng đã được thực hiện trên không gian số. Thời gian qua, tỉnh đoàn Hưng Yên đã phát động các tổ chức đoàn đổi mới công tác tuyên truyền đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có gần 1.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 6.000 người tham gia, thì có tới gần 50% là đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng Internet, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt, đưa sản phẩm hàng hóa lên sàn thương mại điện tử, hay thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đã góp phần tạo được sự đồng thuận, lan tỏa sự ủng hộ của nhân dân tham gia chuyển đổi số. Đa phần là người dân họ quan tâm nhiều đến cái việc là thanh toán trực tuyến và hai là mua sắm trực tuyến. Thì cái đó thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn cách để họ sử dụng làm sao cho an toàn, thuận lợi. Và đồng thời thì các cái dịch vụ trực tuyến công ấy thì cũng có một số người quan tâm và cũng đã được tổ chúng tôi tư vấn chi tiết. Trước kia thì cái tỷ lệ nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ quốc gia chỉ đạt từ 40-50%. Tuy nhiên sau khi sở đã chỉ đạo chi đoàn thanh niên phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ hướng dẫn người dân tạo tài khoản và thực hiện cái thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ quốc gia thì đến nay thì đã tăng lên đến 90%. Hiện trong các hoạt động công tác, đoàn thanh niên tỉnh cũng đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý điều hành văn bản liên thông với 19 đơn vị cơ sở đoàn trực thuộc. Việc trao đổi văn bản tài liệu được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử đạt trên 90%. Ban thường vụ thị đoàn đã thực hiện các công trình phần việc thanh niên về chuyển đổi số như là chúng tôi số hóa cái di tích lịch sử nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hàn Ngân Hưng Yên, tuyên truyền cho nhân dân và đoàn viên thanh niên triển khai cài đặt và sử dụng cái phần mềm định danh điện tử VNID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Tháng thanh niên năm nay, đoàn thanh niên tỉnh phấn đấu sẽ chuyển đổi số trên tất cả các mặt công tác, phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.